Từ đầu năm đến nay, Đại sứ quán Nhật Bản liên tục cảnh báo và đưa ra một số biện pháp trừng phạt với các doanh nghiệp hay trung tâm du học có nhiều vi phạm khi thông tin khuếch đại về cơ hội du học, lao động và làm việc tại Nhật Bản, làm giấy tờ giả, lừa đảo khi đưa du học sinh lao động sang Nhật Bản. Phía Nhật Bản đã dùng từ ngữ rất nặng để điểm mặt, gọi những doanh nghiệp, trung tâm lừa đảo này là những mô hình thiếu đạo đức. Tổng cả là hết 290 triệu. Trong mọi việc thì công ty người ta đều lô hết vào công việc của bọn em là chỉ có học và đóng tiền. Họ bảo là chỉ cần mua một cái bằng cao đẳng là có thể là đi được. Rồi nếu như đồng ý đi thì họ sẽ mua cái bằng hộ cho bọn em hết 35 triệu. Đưa bọn em sang đến nơi thì mới biết visa của bọn em là visa du lịch. Thời hạn ở bên đây lại chỉ có 15 ngày. Thì khi đó bọn em mới biết là bọn em bị lừa. Mỗi tháng có thể kiếm được 80 triệu đồng. Vừa du học vừa đi làm cũng có thể kiếm được 400 triệu đồng một năm. Chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 có thể sang Nhật làm việc với mức lương kỹ sư. Tràn ngập trên trang web của một số trung tâm doanh nghiệp du học và xuất khẩu lao động là những quảng cáo về cơ hội xuất cảnh sang Nhật và tư vấn hỗ trợ làm các chứng nhận, các loại bằng cấp trong hồ sơ xuất cảnh. Ở Nhật Bản với cái giấy tờ giả như vậy, một khi bị cơ quan nhà nước phát hiện ra thì các bạn sẽ gặp rủi ro. Và rủi ro đó là các bạn sẽ bị trục xuất. Mà một khi các bạn bị trục xuất như vậy thì mọi sự chuẩn bị các bạn đã dành, đã thực hiện ở Việt Nam như là học tập này hay là đã nộp bao nhiêu tiền này cho các công ty trung gian sẽ trở thành lãng phí. Bị bỏ rơi và thất vọng là tình cảnh của nhiều người sang Nhật bằng hồ sơ giả. Đi làm thêm thì không đủ sống và luôn phải đề phòng bị bắt và lập tức bị trục xuất. Trên trang Facebook này, gần 7.000 du học sinh và lao động thường xuyên trao đổi với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm khi sống chui lủi và tìm việc làm, cách để tránh né bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ. Mình cần thuê thẻ tị nạn của nữ dài hạn, ai có thì inbox giúp mình. Nếu đi du học, xuất khẩu lao động, đừng nhìn vào những quảng cáo là sang Nhật Bản dễ dàng, lương cao. Đó chỉ là quảng cáo của các doanh nghiệp, trung tâm thiếu đạo đức. Sự thật du học sinh và lao động Việt Nam sử dụng giấy tờ giả để sang Nhật Bản làm việc không hề dễ dàng như quảng cáo. Những căn hộ chật chội, nhồi hàng chục người. 3 đến 5 năm tại xứ người, chẳng bù được chi phí đã bỏ ra trước khi đi. Tỷ lệ người nước ngoài phạm tội đang gia tăng tại Nhật Bản. Một thống kê đáng buồn, người Việt Nam đang đứng đầu tỷ lệ này và chủ yếu là tội phạm trộm cắp.